Hướng dẫn đắp cao thảo dược hỗ trợ điều trị đau mỏi xương khớp an toàn và hiệu quả. Xin chào các bạn, hôm nay Jiva Care xin hướng dẫn các bạn chi tiết cách đắp cao B9 hỗ trợ điều trị xương khớp, đau nhức mỏi khớp, bài hàn tà một cách an toàn và hiệu quả. Bước 1: Làm nóng cao, mở nắp hộp cho vào lò vi sóng, mức nhiệt trung bình trong vòng 2 đến 3 phút. Nếu không có lò vi sóng có thể hấp cách thủy. Bước 2. Thử độ nóng. Lấy cao ra, khuấy đều và bôi cao lên một vùng nhỏ ở cổ tay để thử độ nóng. Nếu độ nóng vừa phải, có thể tiến hành đắp. Bước 3. Đắp cao. Đắp cao lên vùng cần điều trị, độ dày tối đa khoảng 1 đến 2 cm. Các bạn có thể đắp lên các vùng như cổ vai gáy, cột sống lưng, thắt lưng, các khớp. Bước 4. Bọc màng ni lông giữ nhiệt Cuốn màng ni lông để giữ nhiệt trong 30 phút Cao thảo dược B9 với các thành phần chính gồm Ngải cứu, ích mẫu, nhục quế, xài hồ, bùn khoáng, cam thảo Và các loại thảo dược khác giúp chống phong hàn, thải độc, tăng cường lưu thông khí huyết Hỗ trợ giảm đau nhức mỏi hiệu quả Trong trường hợp cao trong lò vi sóng nóng quá Các bạn đặt chiếc khăn lên vùng điều trị trải màng con ni lông lên trên, đắp cao lên. Sau khi cao đã nguội, bạn rút tấm khăn, lật ngược mặt cao lại đắp trực tiếp lên vùng điều trị, cuốn màng ni lông trong 30 phút. Đặc biệt, khi đắp cho khách mà chẳng may cao nóng quá, không đắp trực tiếp được mà bạn không muốn làm mất thời gian chờ đợi của khách thì bạn nên áp dụng cách này để đảm bảo an toàn. Một cách khác là các bạn có thể trải một tấm màng ni lông đổ cao lên màng và tán ra cho nhanh nguội bớt. Sau đó các bạn đặt lên vùng điều trị và cuốn màng ni lông. Nếu tự đắp vùng lưng, vai, tại nhà bạn có thể đổ cao lên mặt ni lông. Khi cao nguội, bạn đặt lên giường và nằm để vùng vai, lưng tiếp xúc với cao. Lúc này miếng cao đắp đã nguội nhưng do thành phần thảo dược của cao đắp khi kết hợp với thân nhiệt người tiếp tục làm cho cao duy trì độ nóng âm ỉ, an toàn cho cơ thể. Bạn nên áp dụng hai cách đắp này để đảm bảo an toàn khi tự đắp cho mình hoặc trong trường hợp cần đắp cho khách mà cao bị nóng quá. Bước 5. Gỡ cao, bảo quản và tái sử dụng. Bạn tiến hành gỡ màng ni lông, tiếp đó gỡ cao và đặt lại trong hộp. Bạn đậy nắp kín lại và có thể tái sử dụng tối đa 15 lần. Các bước đắp cao trên có thể áp dụng với cao B3 đắp bụng hoặc các loại cao đắp thảo dược khác. Khi gỡ cao, nếu các bạn thấy những giọt nước trong hoặc vàng nhạt đọng trên bề mặt da, đây là hiện tượng bình thường. Các bạn chỉ cần lấy khăn ấm lau sạch vùng vừa đắp. Các bạn nên lưu ý. Không đắp lên vết thương hở, sưng tấy, đỏ. Không đắp cho phụ nữ có thai. Không tắm trong vòng 2 tiếng sau khi đắp để tránh bị nhiễm lạnh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ, Đăng ký kênh Jiva Care để cập nhật những video mới nhất về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Chúc các bạn mạnh khỏe và hạnh phúc.